Đoàn giám sát Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra làm việc tại huyện Ngọc Hội nhằm nắm tình hình đầu tư quản lý khai thác vận hành các công trình thủy lợi trên địa bàn giai đoạn 2021-2023. Huyện Ngọc Hội hiện có 34 công trình hồ chứa đập thủy lợi, trong đó huyện thực hiện quản lý theo phân cấp 24 công trình với tổng diện tích tưới nước, cấp nước sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi được hỗ trợ hơn 340 ha lúa nước, cây công nghiệp dài ngày rau màu và nuôi thủy sản. Giai đoạn 2021-2023, huyện thực hiện sửa chữa khắc phục đối với 13 công trình đập thủy lợi với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng. Hàng năm, các công trình được huyện tập trung triển khai từ khâu quản lý nước, quản lý công trình đến quản lý kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn chưa thành lập tổ chức thủy lợi cơ sở, quản lý khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng theo quy định. Các tổ quản lý vận hành công trình thủy lợi được thành lập xong thành viên hầu hết chưa được đào tạo về công tác vận hành nên quá trình thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn. Qua kiểm tra, đoàn giám sát đánh giá cao công tác quản lý vận hành các công trình hồ chứa đập thủy lợi trên địa bàn, nhất là công tác khai thác vận hành, bảo vệ các tuyến kênh mương nội đồng. Qua đây, đoàn đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo thành lập các tổ hợp tác thủy lợi cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý vận hành các công trình, tiến hành ra soát lại phân cấp gắn với thực hiện quản lý toàn bộ diện tích nội đồng tại các công trình do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Con Tum quản lý, ra soát lại các khu vực sản xuất chưa có nước tưới để tổng hợp đề xuất quy hoạch đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi mới hoặc kéo dài kênh hệ thống hiện có. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát gắn với tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân khai thác bảo vệ các tuyến kênh mương thủy lợi nội đồng, đảm bảo toàn bộ hệ thống phát huy hiệu quả trong điều tiết nguồn nước hợp lý phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân